73 tại số nhà 2 ngõ 31 Đội Văn, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng về tại Linh Quang Điện mượn ghế người Trần Giang. Lên rồi thì gật đầu thì xem nào. Mùa này vẫn đang nhát gan lắm. Nhờ. Mùa vẫn còn hiền lắm. Mùa này không giữ mấy. Ôi giời, thầy dạy một cái mùa giữ, mùa lên nó ngu quá. Dạ thầy á. Mùa này rất hiền. Có muốn xin siêu thoát không? Có muốn thầy giúp mình siêu thoát không? Muốn đi gặt đầu đi thì cho đi nào. Xả cho không phải đi làm buồn nữa nào. Không phải làm tay sai của người khác nữa. Nhá. Không theo anh Phạm Tuấn Sơn nữa nhá. Bởi vì anh có vợ rồi. Làm cho gia đình nhà người ta tan vỡ là khổ lắm. Long Linh có mắc thêm nghiệp. Nay về Linh Quang Điện rồi, thầy sẽ siêu thoát cho Bóng Linh để Bóng Linh đi tu học thì đầu thai tái kiếp. Nếu hôm nay quy y Phật thì còn có cơ hội làm người, còn không quy y mà tiếp tục đi làm mùa này là xuống địa ngục đấy. Thầy xác kia mất đi rồi, thầy của mình mất đi nữa thì ai nuôi mình, ai làm thầy phù thủy nuôi mình nữa, hiểu không? Thì hôm nay vui vẻ đầu hàng siêu thoát nhá. Gặt mạnh lên, gia chủ nhờ thầy sắm cho tiền vàng thì cả quần áo nữa, ăn uống rồi đi tu học, nhớ chưa? Kinh nghiệm của thầy giải mùa cho thấy là cứ vong nào mùa nào mà nghe lời thầy sớm thì được siêu thoát sớm. Để thầy nói nhiều là còn bền hơn, càng chậm thì càng lâu đầu thai, hiểu không? Hiểu thầy nói chưa? Hiểu rồi thì gật mạnh nữa. Hôm nay gia chủ không có đây, vợ gia chủ nên nhờ thầy siêu thoát cho Phong Linh. Từ nay chỉ đi không được theo gia chủ nữa nha. Theo Phật để tu học nha. Khi nào muốn đi thì gật đầu mạnh lên nha. Để ngồi đây chơi đây. Em buồn muốn nói gì với mấy anh chị em bạn gái đến đây không? Ông Linh muốn nói chuyện gì không? Có thì gật đầu. Gật đầu đi thì bảo họ lại nói chuyện xong họ cho ăn uống. Thôi giờ nhà anh Sơn ra để cho anh về anh gia đình nhà anh ấy chứ. Cứ đi theo anh ấy thì đến bao giờ? Thế đã đi theo anh đâu chưa? Nói đi. Đã theo anh đâu chưa? Hay là định ăn đi à? Không nói. Chị khóc sao? Dạ. Khóc à? Hôm nào không nói là chị khóc thôi, lát là chị có khóc thôi. Thì sẽ đánh. Đi theo sớm đi, đi sớm đi. Không đi theo người ta nữa. Người ta bé vợ con, người ta khổ rồi.
Nhà mình có gần mấy cô này không? Không. Lên nhanh. Nhanh còn kịp, nhanh lên. Rồi. Đồng ý siêu thoát thì gật đầu đi. Nháy mắt gì nữa? À khóc biết nháy mà. Thầy nói rồi, không nghe lời thầy đi thì khóc. Phải đi làm bùa ấy, nghĩa là để ra linh hồn này không siêu thoát được, họ cũng khổ. Rồi họ phải đi làm theo tay sai, làm tay sai cho người khác. Tâm thì không muốn, nhưng mà không thoát được. Thế bắt phải làm. Gặp thầy về thì siêu thoát rồi. Đi gặp thầy rồi, giải cho. Muốn nói gì với gia chủ không? Muốn xin lỗi anh Sơn không? Giải cho. Hả? Xin lỗi vợ anh Sơn không? Nay thầy nghĩ là cô đăng nhập nha, cô cũng hiểu đấy, cô sẽ tha thứ cho vong linh, chỉ cần vong linh đi tu học thôi, siêu thoát thôi nhá. Vui vẻ đi đầu thai nhá, đỡ khổ, không có làm ở trên trần còn khóc này suốt này. Đồng ý chưa? Đồng ý theo Phật không? Có đồng ý quy Phật không? Nếu vong linh đồng ý thì gật đầu đi. Lên bàn trên kia ăn uống kìa, hưởng lộc. Rồi lát nữa thầy cho đốt tiền vàng cho vong linh nhá. Từ nay chỉ đi không đi làm buồn nữa nhá. Thoát khỏi kiếp sống nô lệ. Cô giỏi nói ra nói với vong linh kìa. Thôi nhá, thầy bây giờ rời anh Sơn ra nhé, để cho anh về với gia đình anh chứ, cho về với vợ con anh ấy chứ. Mà cứ đi theo anh ấy thì khổ lắm, đúng không? Thôi từ nay là đi đến đây rồi thì thầy giải cho được siêu thoát. Thì không phải là mùa là mua quỷ theo, không phải là hầu ai nữa. Được chưa? Nhá. Nhá. Vợ anh Sơn ấy cũng coi như là cũng vì vì mùa lắm cho nên là mới đưa lên đây để thầy siêu thoát cho đấy. Nhá. Được không? Kể cả không được tí thầy cũng ấy cơ mà. Cứ cố làm cái gì? Nói. Con nào nói hay ra nói chuyện mùa thì kia. Không biết nói đâu, chỉ thầy nói thôi, chả ai biết nói hay đâu. Chả ai biết nói hay. Chỉ thầy đi. Thầy vừa nói hay, thầy siêu thoát cho vong linh thôi. Ngày xưa thầy mùa thầy phải thuyết phục họ, bây giờ phải ít phải nói lắm. Bây giờ không ấy là thầy giải cho đi luôn đấy. Tại vì họ biết rồi, thầy hướng dẫn cho họ biết rồi, họ lầm lỡ nên họ mới không siêu thoát được, mình phải đi làm nô lệ. Nô lệ mà không có thể xác, muốn ăn uống là phải mượn xác người trần giam, không ăn được, không cho ăn. Khi nào đi mượn xác người trần mới cho ăn, mà mượn xác người trần thì phải điều khiển người trần làm theo hắn. Thầy hỏi vong đi theo sông được chưa? Thường là âm binh với mùa các thầy không cho nói. Để cho nó nói làm gì cho siêu thoát luôn, hết bận là xong. Đấy à? Dạ. Thầy là thường không có hồi tố. Nghĩa là không xem tất cả mọi thứ diễn ra đấy là số. Mà chỉ hướng tới tương lai tốt đẹp thôi, siêu thoát cho vong linh, anh ấy cũng tốt, gia đình này cũng tốt. Không cần phải quan tâm đến bị từ khi nào ai bỏ nữa, quên luôn. Có đồng ý thế không? Giật lại lên nào. Đấy, rồi hôm nay thầy cũng xin Phật rồi Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi Địa Tạng Vương Bồ Tát bỏ qua lỗi của vong linh. Vong linh hôm nay sám hối rồi, thầy sẽ quy Phật cho để đi tu học nhá. Để còn đầu thai tái kiếp nhớ nhá. Hôm nay là cơ hội cuối cùng đấy, không siêu thoát là sau này không ai biết tên tuổi mình đâu, hiểu chưa? Không tên không tuổi mà thầy vẫn gọi lên đây được, nghĩa là vong linh đã hiển thị ở đây rồi. Mà đến đây rồi thì các vị chư Phật, chư Thánh, rồi các vị thần linh ở quan và linh quang điện này biết mặt vong linh rồi, họ sẽ độ cho vong linh nhá.
Linh siêu thoát nhá. Gật chưa? Ưng chưa thì gật đầu rồi thầy cho đi nào. Đồng ý chưa nào? Từ nay thì đi không phải đi làm bùa nữa nhá. Thoát kiếp đi làm bùa, không phải ám vào người trần nữa. Tự ăn tự uống, tự lo cho bản thân được, không cần phải đi nhờ các thầy khác cho ăn uống nữa nhá. Thế ông mình nói đi. Cái chuyện đi. Đồng ý chưa thì gật đầu rồi đi nào. Thầy không cần mong linh nói chuyện, thầy chỉ cần mong linh siêu thoát thôi, buông tha cho gia chủ thôi nhá. Rồi vợ gia chủ mang cáo gia chủ lên đây nữa này, lát thầy truyền vào đấy đóng đơn xa lại, không theo được gia chủ nữa đâu, không theo được anh Sơn này nữa, mà không theo nữa là thành ma bất hưởng, lại gì về thầy của vong linh đánh cho không thể nhận hoàn thành nhiệm vụ. Tốt nhất là đào hũ siêu thoát đi, nhớ nhá, không bạo lực nữa, chỉ giúp đỡ thôi, độ cho người khác thôi, sống với từ thiện từ bi vào. Vẫn là còn yêu lương người trần gian là gọi là tham sân si đấy, không buông bỏ là không siêu thoát được, hiểu rồi đúng không? Thầy bảo gia chủ à, lấy cho mời cho vong linh cốc nước để đi nhá, để khai hết hầu nhá, lấy cốc nước ở đây. Để khai hết hầu từ nay đi, tự ăn tự uống nào, không cần các thầy cũng vẫn ăn được mà, uống nước. Ừ, một cái. Không được hết hầu là được rồi. Ăn bánh không? Ăn bánh nhá. Ăn bánh nhá. Nhá, có mình ăn bánh không? Ăn cái nữa xem, tự ăn được chưa nào? Ăn cái bánh nhá. Tay hay là sao bụng? Tay, đưa miệng. Bánh nhá. Nào, ăn một miếng nào. Nào, há miệng ra cho thầy. Không khai hết hầu không ăn được là vẫn phải đi làm bùa đấy. Nào, nhanh lên. Tự ăn tự uống được mới thoát nghiệp, nhanh lên. Há miệng. Há miệng ra nào. Nào, thầy đọc chú cho há miệng nhá. Khai hết hầu chân ngôn đán bộ bộ đấy lì ra lì ra lì đát tăng a đã ra bộ bộ đấy lì ra lì ra lì đát tăng a đã ra bộ bộ đi lì ra lì ra lì đát tăng a đã ra. Thầy đọc chú xong rồi há miệng nghe nghe. Khai hết hầu cho rồi há miệng ra. Rồi đúng rồi. Đấy thấy chưa? Đấy tự ăn tự uống được nha. Từ nay thì đi không phải đi làm lính người ta nữa nha. Đấy vào một tí nào, há to ra. Ăn được rồi, ăn nữa đấy. Thế là xong nhá. Đây khi mà đi làm ở bên ấy là không ăn được, bởi vì hết hầu bị chặn. Thế à? Nên là họ muốn ăn được là phải có thầy đọc chú cho họ ăn. Mà. Chính vì thế nên không thoát khỏi tay thầy. Cái thầy nuôi cái con vong này này. Đúng rồi, không ăn được.
không muốn không theo thầy thì đói, cứ phải theo thầy, sai lệnh gì phải làm lệnh đấy. Thầy bảo đi quăng bùa người này là ám người này là phải ám người này, ám người kia là ám người kia. Thế là thầy sai luyện âm binh cho thế. Và hôm nay thì sẽ khai yết hầu cho vong linh, vong linh tự ăn tự uống rồi tự đi tu học nhá, theo Phật thôi nhá, để siêu thoát để đầu thai tái kiếp nhá. Có muốn làm người không? Hả? Muốn làm người như người trần gian này không? Có thể xác không? Thả vong linh. Đây là một vong linh nữ. Nói năng gì nhỉ? Linh. Nhiều buồn phiền nhỉ? Vong linh nữ. Khi mà chết những cái vong linh mà vẫn còn khát khao và tình cảm ấy, họ chết rất trẻ, chưa được yêu đương gì cả, hoặc là chết vì tình, họ khao khát tình cảm lắm. Chính vì thế là khi mà bồ yêu là thường những cái linh hồn bồ yêu là những cái linh hồn vẫn là còn khao khát tình cảm, chết rất trẻ, vẫn là còn thích yêu đương, vẫn trong cái tuổi đang còn yêu đương. Rồi hôm nay siêu thoát đi, rồi đầu thai tái kiếp rồi sẽ có mối tình đẹp, nhớ chưa? Còn bây giờ không có thể xác thì không có mối tình đẹp đâu. Gần trưa để thầy cho đi nào. Đấy, bây giờ tự ăn tự uống được rồi đấy, tự lo cho bản thân nhá, không cần người khác lo cho mình nữa, rồi sẽ được tái sinh ngay bây giờ đây này. Bây giờ vong linh này sẽ được tái sinh sang cõi âm, được sang cõi gọi là cõi trung giới, trước khi đầu thai về làm người. Mày đúng với cõi lành của vong linh bây giờ đây này. Cần phải lấy tiền vàng trước không? Hay là đi xong thầy đốt cho? Thầy đốt cho vong linh trước nhá, để vong linh cầm cho dễ nhá. Mình ra đốt cho họ đi. Thầy cầu cho vong linh siêu thoát nha. Cầu vào tầng như này, cầu quan cho Bồ Tát, cầu để tạm Bồ Tát giúp cho con chuyển năng lượng, đón cho con vong linh nữ Bùa Hải đang theo Phạm Tuấn Sơn sinh năm 1973 tại số nhà 2 ngõ 31 Đội Văn, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, đi tu học và tái kiếp làm người. Con cầu vào tầng như này, cầu quan cho Bồ Tát, cầu để tạm Bồ Tát đón con linh hồn nữ đang theo Phạm Tuấn Sơn sinh năm 1973 đã đi tu học và tái kiếp làm người. Cầu Phật tổ Như Lai, cầu quan thế Bồ Tát, cầu đề tạm Bồ Tát đó được con vong linh nữ đang theo Phạm Tuấn Sơn sinh năm 1973 rồi đi tu học và tái kiếp làm người.
Rồi đi đi. Mình đẹp trai chắc chắn đẹp nhất có phải vợ của Phong Linh đâu. Anh đẹp trai sơ đâu nó cũng bị trong mặt như mình ấy biết gì mình biết biết được mới là lạ mùa khóc nữa mười khóc nữa không nói quá đau đầu à thấy em ví dụ cái này cũng bị ảnh hưởng là như nào bình thường là chồng bị bùa thì vợ sẽ cũng bị một lây một phần tính khí nó sẽ thay đổi theo chồng nào trong này thay đổi.